Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc đồng hồ treo tường giống như thế này nhé. Các bạn bắt tay vào làm cùng tôi nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái đồng hồ treo tường đơn giản nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, thước kẻ, kéo, compa. Bút dạ đen mình dùng mình viết số cho đồng hồ. Mọi người cũng có thể sử dụng các cái loại bút khác để viết nhé. Ví dụ như là bút nhũ cũng được này, hoặc là bút màu các loại. Ở đây thì mình sử dụng màu đen cơ bản thôi. Mọi người nên dùng màu đen hoặc màu đỏ thì nó sẽ phù hợp để viết số cho đồng hồ nhé. Và mình sẽ chuẩn bị keo dán, mình dùng là keo nến. Về phần keo này thì mọi người có thể là lựa chọn các loại keo khác cũng được. Nói chung là có keo gì thì mọi người dùng keo đấy cho mình. Tại vì là mình sử dụng phần bìa màu này để làm. Đây. Thì cái phần bìa màu này rất là dễ dán nên mọi người dùng keo gì cũng dán được nhá. Ở đây mình sẽ chuẩn bị 4 màu sắc bìa: màu xanh, màu đen, màu xanh da trời này và màu vàng. Đây. Mình sẽ kết hợp 4 màu sắc này lại để làm ra một chiếc đồng hồ nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ lên đây một cái hình vuông. Kích thước tùy ý nha các bạn. Các bạn thích cái đồng hồ của mình to hay nhỏ thì các bạn sẽ vẽ cái hình dáng tương ứng. Mình vẽ vào đây. Mình vẽ hình vuông cạnh là 13cm nhé. Mình làm cái đồng hồ cạnh 13cm. Mình đánh dấu lần lượt ở từng cạnh. Tiếp tục đánh dấu. Được rồi, mình kẻ một đường nữa thì mình sẽ được một cái hình vuông nhé. Mình sẽ sửa lại cạnh này một chút này, nó hơi bị lệch. Xong rồi, mình sẽ được một cái hình vuông như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Cắt cái hình vuông này ra. Mình tiếp tục mình cắt. Rồi, mình sẽ bỏ cái phần dư đi. Sau khi cắt xong mình sẽ có được một cái hình vuông như thế này nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng những cái màu sắc này mình đã chuẩn bị sẵn ấy, mình làm những cái hình trang trí mình gắn lên cho cái đồng hồ của mình. Mình sẽ dùng compa mình vẽ lên đây. Vẽ lên đây 4 cái hình tròn nhé. Mọi người có thể là xem màu sắc nào hợp. Mình dùng màu xanh này đi. Thay vì vẽ 4 hình tròn thì mọi người có thể là vẽ một hình tròn duy nhất thôi. Nhưng mà mọi người gặp làm 4 lần phần bìa. Thì khi mà mình cắt xong mình sẽ có 4 hình tròn luôn nhé. Đây, cắt một cái mảnh bìa đủ dùng. Mình gặp nó làm đôi. Và mình sẽ vẽ hình tròn lên đây. Vẽ hình tròn lên. Mình vẽ cái hình tròn nho nhỏ xinh xinh thôi. Không cần quá lớn đâu. Rồi, mình được cái hình tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nhé. Mình cắt lần lượt cho đến hết.
Tiếp tục cắt. Rồi mình sẽ bỏ phần dư đi nhé. Sau khi cắt xong mình sẽ được bốn hình tròn như thế này, bốn hình. Đấy. Bây giờ mình sẽ dán những cái hình này vào. Mình sẽ dán theo cái dạng hình thoi nhé. Mình sẽ để cái đồng hồ của mình theo hình thoi chứ mình sẽ không để hình vuông. Mình cắt hình vuông thôi, nhưng mà mình để dựng nó lên. Mình dán keo vào. Mình áp vào. Mình làm lần lượt cho đến hết. Tiếp tục dán keo và áp vào. Rồi. Còn hai hình nữa là mình sẽ xong cái phần này.